Quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thể thao 24/7. Sài Gòn Heat đã không có khởi đầu tốt tại giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á mùa giải năm nay khi họ đã để thua 3 trong tổng số 4 trận đấu. Với sự cổ vũ của khán giả nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Anthony được đặt kỳ vọng sẽ giành thắng lợi trong trận đấu tiếp đón Westport Malaysia Dragon trên sân nhà ngày hôm nay. Sau thất bại trước Hitech Bangkok City hồi giữa tuần trước, các cầu thủ Sài Gòn Heat đã có hơn một tuần để chuẩn bị tiếp đón đội bóng đến từ Malaysia. Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Sài Gòn Heat liên tục dẫn điểm và đã kết thúc 4 hiệp thi đấu với thắng lợi 91-82. Đây là thắng lợi thứ hai của Sài Gòn Heat ở mùa giải năm nay và sau 5 trận đấu, họ đang tạm xếp vị trí thứ 4 ở giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á.